Nếu như bạn là người bán hoa quả ấy, và bạn chạy ở trong phạm vi ngắn, có nghĩa là chỉ location chỉ 5 đến 8 km, thì bạn chạy số người tiếp cận cũng không hợp lý, bạn chạy tin nhắn cũng không hợp lý. Em chạy sản phẩm hoa quả, location 5 đến 8 km, em chạy chuyển đổi số người tiếp cận chỉ tiếp cận đến 25.000 là tần suất lập cao, chiến dịch tin nhắn chỉ tiếp cận 3.000 là không tăng được lượng khách hàng nữa. Mình cho rằng là nếu bạn chạy sản phẩm hoa quả nhé, đây là cái khuyên chân thành của mình, là nếu như bạn chạy hoa quả ấy, thì bạn không nên chạy cái chiến dịch tin nhắn với cả chiến dịch số người tiếp cận nhiều, bởi vì nó không đúng chiến dịch mà bạn cần, nó không phải chiến dịch mà bạn cần. Có thể là mình đang hơi múa rìu qua mắt thợ một chút xíu anh em nhé, mà mình cho rằng là mình sẽ gợi ý bạn làm theo cách sau đây. Bạn làm theo cách sau đây của mình. Đây, mình sẽ để cho bạn xem là mình chạy một cái chiến dịch mà mình cho rằng là sẽ phù hợp với bạn. Mình cho rằng sẽ phù hợp với bạn. Đấy chính là chiến dịch. Đây mình sẽ xem màn hình cho bạn. Đấy chính là chiến dịch nhận thức thương hiệu. Đấy bạn nhìn nhé. Đấy chiến dịch nhận thức thương hiệu. Bạn nhìn nào. Rõ ràng chiến dịch nhận thức thương hiệu này nhé, nó có tin nhắn trả lời đúng không các bạn? Nó có bình luận đúng không? Nó có quan hệ kết nối mới có tin nhắn đúng không? Có hết nhé. Có cả người truy cập trang web nhé. Đây, lượt kích cái liên kết nhé, 172 nhé. Có nghĩa là có cả lượt người truy cập vào trang web nhé. Được chưa? Đấy. Vậy đây là chiến dịch gì? Đây là chiến dịch nhận biết thương hiệu. Nếu như bạn là người bán hoa quả ấy, và bạn chạy ở trong phạm vi ngắn, có nghĩa là chỉ location chỉ 5 đến 8 km, thì bạn chạy số người tiếp cận cũng không hợp lý, bạn chạy tin nhắn cũng không hợp lý. Bạn chạy cho mình cái chiến dịch mức độ nhận biết thương hiệu này này, gia tăng mức độ nhận biết thương hiệu, gia tăng những người sẽ biết đến bạn, gia tăng những người sẽ nhớ đến bạn. Hình dung không? Bạn bán hoa quả mà, bạn chỉ cần người ta nhớ đến bạn thôi. Khi nào người ta có nhu cầu ăn thì người ta chạy qua gặp bạn đúng không? Đúng không? Thì bạn sẽ nhìn nhá, cái chiến dịch này chạy rất là rẻ. Mình chạy ở đây chỉ có là gì? 20 đô thôi. 20 đô thì tương đương với gần 500 nghìn đúng không? Nó rất là rẻ, có gần 500 nghìn thôi. Nhưng bạn nhìn không? Tiếp cận bao nhiêu người nhỉ? Tiếp cận được 64.240.000 người và lượt hiển thị là 91.000 người. Đấy, có ngon hơn là 25.000 người bạn không? Đúng chưa? Thì theo mình là bạn không nên là gì? Không nên là chạy chiến dịch số người tiếp cận nữa, và bạn nên chạy chiến dịch khác như mình. Và chạy chiến dịch đấy, bạn nhìn nhá, chạy chiến dịch đấy vẫn có tin nhắn nhá, chạy chiến dịch đấy vẫn có đơn nhá, chứ không phải là không nhá. Được chưa anh em? Và nếu như mà bạn không gặp mình thì chắc mình đoán là bạn còn tốn tiền dài dài dài, tốn tiền dài dài. Trong khi nếu như mà chạy hoa quả như ví dụ hôm trước là mình cũng chạy cho bà chị, chạy hoa quả cho bà chị, thế thì chạy một thời gian xong bà chị bảo tăng tăng ngày chạy có 100.000 thôi, khách vẫn có đơn. Ok.